Dạ rồi, hello anh em nha. Thì hôm nay thì đồ nó không đủ hết trơn rồi anh em ơi. Em chuẩn bị soạn đồ ra em gáp lại chiếc xe xe dọn nè. Thì hỏi em có nói ví dụ cái lớp bê nước á, thì thường thường đa số anh em mà làm máy SH này thường cắt cái lớp bê này bỏ, nhưng mà riêng em ở đây thì em làm sẽ giữ lại cái lớp bê zin lại. Nếu mà khách đã cắt rồi thì em sẽ mua cái lớp bê khác để vô, lấy lớp bê zin để vô. Dạ em xài lại quạt, khi nào mà nóng quạt nó tự quay nha anh em, chứ em có xài quạt trực tiếp anh em. Em quay sơ những món đồ mà bữa nay là em chuẩn bị gáp cho khách anh em ơi. Sắp xong hết trơn rồi. Hôm nay em gáp lần lần chứ mấy bữa nữa lên xe này rồi anh em. Rồi chiếc xe này riêng cái nồi thì em ra em chưa có quay. Thì sẵn bữa nay em dành một cái video này em nói về phần nồi. Thì nồi của khách Ý thì nó cũng đơn giản anh em. Thì xe này của anh khách này em giữ lại được cùng dây Google. Giữ lại cộng dây go, hai cái đế nồi này thì em phục hồi lại cho anh khách này. Nói chung là xe cái đế nồi của anh cũng còn đẹp anh em. Cái mặt cái gánh quạt này thì gánh quạt là zin theo xe, còn cái đế bi này cũng là đế bi zin nhưng mà hàng mới nha anh em. Còn xe của ảnh thì cái bố thì người ta đã xài bố AB55 này, AB55 mà lò xo này lò xo của Attila nên em bỏ luôn. Bi nồi này cũng vậy, bi nồi này, bi nồi của AB55 em bỏ luôn. Lò xo ba càng là bằng cái lò xo của AB, lò xo nặng á, không có đúng nên em không có xài lại. Còn được giữ lại cái chuông này, bố nồi là em thay nè, bố zin lại. Con trai cắt cái bố này ra giùm mình cho chú ấy con. Bữa nay em sẽ dành riêng một cái video này để em nói cái bố đắc ý anh em, đắc ý là cái bố zin là như thế nào, còn bố 110 là giống như bố ý rồi nhưng mà nó khác, số tiền nó khác xa nhưng mà nó em nhìn chất lượng sản phẩm nó cũng khác nhau lắm. Thử ra em muốn nói rõ vấn đề này một xíu, tại sao mà bố này nó mắc mà bố kia nó rẻ vậy mà xài không được, hay là nhiều anh em thắc mắc vấn đề đó thì hôm nay em nói luôn vấn đề đó. Thì nếu mà em có lỗi, có đụng chạm với anh em nào đó thì cho em xin lỗi đi, chứ em tại vì khách yêu cầu của nói rõ vấn đề này nên em rõ ràng vấn đề này một xíu. Đây là anh em nhìn cái đây là bố đắc ý nè, bố mới nha anh em, bố đắc ý mới 100%. Đây một mặt, và mặt thứ hai đây, còn đây đây bố là AB110 này. Bố này người ta đã dán rồi nhưng mà em lấy để so sánh thôi nha anh em coi là anh em là hai cái nó khác nhau xa lắm nha anh em. Đây chỗ em chỉ cho ngón tay á, đây anh em nhớ liên lưu ý trên chỗ này và chỗ này nó khác nhau xa cái lắm. Bố đắc ý nó chỉ có một loại một anh em, ở đây em xài đúng một loại. Để ra nhiều khi anh em nói sao mà bố đắc ý nó mắc vậy mà bố sao không lấy xài. Hai cái chất lượng nó đi đôi với cái số tiền của anh em bỏ ra nha anh em. Rồi thì em chỉ nói sơ vấn đề vậy thôi, còn lò xo dù những cái này là em thẳng qua em nói là để cho em báo cho anh khách này em làm luôn. Vừa nói với anh em mình em nói ở đây với thứ hai nữa là em báo thẳng, báo cho anh khách. Còn cái lò xo đây nè, lò xo ba càng là như thế này ha. Còn anh em muốn xài ở ngoài nó tôi xài cái lò xo nào cũng được hay là như thế nào thì anh em nó em nói là xài không phải là không được, nhưng có một cái là xe người ta cũng có giá trị nên mình xài những vấn đề là phụ tùng như thế nào anh cho cách xài chất lượng nó ok xin chút. Thì anh em mà mình làm có này có kia anh em ơi, thì hôm nay em dành cái video này em nói đơn giản thôi, còn bi nồi thì xài bi zin lại nha anh em. Em ở đây thì đa số 100% là em làm đồ zin, cũng có những anh em kêu nâng cấp thì em cũng có nâng cấp đó, nhưng mà cái nhu cầu của anh em mà ví dụ như thế nào thì muốn thế nào thì nói em làm thôi, làm theo ý của anh em thì em không có chế độ hành. Còn nếu em làm theo ý em á thì chế độ hành luôn luôn nào cũng có anh em. Đồ của em là bảo hành cho anh em là đồ chính hãng nhất, thứ hai là em bảo hành thêm 6 tháng cho anh em. Riêng nồi thì em sẽ làm riêng những tất cả các dòng nồi xe ga, em sẽ bao cho anh em rung giật thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đồ của em là đồ chính hãng 100%, chứ không có xài đồ đồ của thay ở ngoài hay là sao gì đó. Còn những vấn đề là xe của anh em á mà có trục trặc hay vấn đề đó thì em đem bảo hành miễn phí, cho dù xe anh em ở dưới quê gửi lên như xe này nè là Châu Đốc thì em mới quay rõ ràng tất cả chi tiết ốc tán là xi về như thế này, chi tiết như thế nào thì em sẽ quay ra hết. Sau khi em gáp con máy này xong xuôi lên hết, máy nổ ok như thế nào xong xuôi hết, em kiểm tra nước nôi hết
thì em sẽ ập dàn áo lên rồi em sẽ quay tổng thể một lần nữa cho anh em tham khảo nha anh em. Còn nếu anh em có nhu cầu mà làm bảo trì hay là vệ sinh nồi hay là muốn làm nồi chống rung giật đồ tất cả dòng xe tay ga thì liên hệ với em là qua số điện thoại là 0973 823 923. Cửa hàng em nằm ở ngay địa chỉ 597 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Dạ, anh chào anh em.